Hello, xin chào tất cả mọi người. Video tiếp theo tôi tin là máy tôm bi sử dụng ba theo nha. Và cái sử dụng của các bạn là tôi sử dụng là đây là kia vua này, tất cả các kia vua tôi sẽ vs lại các gani kia này của tất cả các bản mốt nha. Và bắt đầu tôi vào trò chơi thì tôi sẽ sử dụng đây Suviver này. Và tôi sẽ sử dụng phiên bản Suviver đây ha. Bắt đầu tôi vào. Thank you.
xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.